Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người một con siêu phẩm xe mộc, chưa vệ sinh, chưa đụng tới xà bông, chưa đụng tới nước luôn. Con này là 86 50 đi 600 cây, chưa tăng sên, tán trước sau chưa chạm, 600 km, nước sơn còn rất là ok nha mọi người, thấy nó mờ mờ vậy thôi chứ đánh bóng ra nghe không, bóng loáng lắm đó. Mặt đồng hồ này như xe thùng luôn, cái kim vàng khè luôn, không có bay màu luôn, cùng kiếp chữ nghĩa full chức năng đó, đó đẹp, bao tay gai đẹp, cao su ok hết đó, vẫn đầy đủ. Cái này là số của số con số mấy ha, vẫn đẹp ha, mấy cái nút này còn ok hết luôn. Rồi tạm gác ở đây để em review cho anh em mình xem vẫn theo xe luôn nha. Đâu rồi nè, mọi người thấy rõ không, 86 á, 85 86 vẫn theo xe nha, vỏ dè đẹp nha đó. Căm chân căm này 7 màu luôn nè, mọi người thấy không, căm này chưa rửa nha, khi mà rửa ra nó sẽ rất là sáng. Này là bị bụi bẩn thôi đó. Bóng toán đẹp hết luôn nè, cái này chưa vệ sinh, để anh em lên một con xe mộc chưa vệ sinh cho anh em mình tham khảo nè. Kế tiếp bên đây nè, đời của nó là 1991 nha, 1991 nè, vỏ theo xe nè, 091, tán trước sau chưa mở luôn nè, tán trước sau chưa chạm nha, đó, là so 7 màu nè, vỏ gà đẹp, niền đẹp nha. Máy in Japan, vỏ theo xe mà. Cái gai cỡ này thì mọi người biết rồi, gai cao cái này đi mấy trăm cây à, tán trước sau chưa mở luôn. Con này vệ sinh ra rất là đẹp luôn, yên như xe thùng luôn, như yên xe thùng luôn. Muối này còn đầy đủ luôn nè, chưa xẹp xíp ly một chút xíu nào luôn ha. Cao su đẹp, gỡ thùng xăng như cho mọi người xem. Anh em nào phải rành, phải chơi xe mộc thì mới nhìn ra được cái chất xe của con này. Không phải cái đồng hồ nó như vậy là mình nghĩ nó như vậy đâu. Mua xe qua tay mà mọi người xem cái đồng hồ có khi mọi người lòng chết luôn. Hôm em về mấy con bê xì, cái xe nó đi nát, cái vỏ mòn lẳng luôn mà để là không cây số. Để vậy bán cho anh em luôn, anh em về tự xử. Vàng nước sơn mọi người thấy không, rất là bóng đẹp ha, rất là bóng đẹp. Rồi đầu bò này còn vàng khè này, rửa ra một cái là tới công chuyện luôn, cái tem lốc máy còn luôn nè, cái này là không biết có lý do gì mà nó bị ngã vàng vậy thôi nè. Bảy màu dính bụi đất nha, 7 màu hết luôn, tán chân lòng là cái nơi chịu nhiệt á, chịu nhiệt độ cao mà nó còn vàng vậy nè. Nè mọi người xem không, chỉ cần cạo ra thôi là đẹp thôi, cái này mà lấy bằng chải chà cái này đẹp cực kỳ luôn ha. Lốc này rơi quá trình vận chuyển về đã bị chạy ở đây, cốp thì khỏi cái bàn, cái tem rất là đẹp luôn. Con này nói chung là vệ sinh lại 2 chỗ, giảm cặp lốc, một viên nguyên bản 100%, báo cho anh em mình luôn, cặp te này viên 100% luôn, không có bị cắn mốt chày sở gì hết. Vỏ theo xe 91, đây một cái nè, 91 nguyên bản nha. Xi nhan ba ga này chưa có dấu hiệu chạy luôn nha, rất là đẹp nha. Đó, thùng xăng đẹp nha, thường lại đi xe mà đi nhiều 5-7 ngàn là sẽ bị chạy cái chỗ này nha. Chạy người ta sẽ dậm lại. Ốc tán nè, tán cốt à, quên xem cho mọi người xem cái tán nha, tán trước sau chưa mở nè, chưa tăng sên luôn nha,
chưa tăng sên luôn. Chăm chỉ đẹp 7 màu nè, 7 màu hết luôn. Nó còn màu đỏ luôn á, không phải vàng không đâu nha mọi người. Bát bắt má đùm mà 7 màu nè. Con xe này rửa ra tới lắm, chân phục đẹp này, rửa ra không còn một miếng mụn luôn á. Bô nè, bô cực kỳ sáng luôn. Sinh cây 2108 đấy, 2183, 2108 là của 70, này 2183 của 50. Lò xo nè, lò xo nè, xe này chưa vệ sinh, chưa đụng chạm gì hết luôn nha. Đó, nắp dầu nè, càng số nè, con này cực kỳ đẹp luôn. Đó, 591 nè, nguyên bản 100% thì mọi người biết rồi. Đầu tiên là 81 kim trắng, xong tới kim kim vàng. Con này là 86 kim vàng, này đời đầu của 86 kim vàng ha. Nó có một loại, nó cái màu nó hơi sẫm hơn. Màu nó sẫm hơn thì nó không có cái bình xăng, cái thùng xăng nó không có cái báo xăng trên này. Mọi người xem cái báo xăng nè, trong veo luôn ha. Đó, kế tiếp là cái này. Tem rất là đẹp. Ở cái yên thì khỏi phải nói luôn. Mấy cái này mà rửa ra một cái nữa, ôi trời ơi, yên duyên luôn, rất chi là đẹp. Gai bao tay cao ngu ngút luôn, kính bẩn theo xe đầy đủ. Con này hiện trạng duyên 100%, chưa có đụng chạm gì hết. Rửa ra một cái tới công chuyện. Cổ bô nè, cổ bô nè, chưa có bị nhiệt hành hạ luôn nha, còn trắng khiếu luôn. Cổ bô chưa xét chưa gì hết, tem gấp, tem gấp chưa hết cái lớp cao su nữa mọi người. Cốt giờ đạp 7 màu nè, màu vàng nha. Cái này cũng còn đẹp luôn. Đũa thắng. Ok hết. Thường anh em mua xe anh em sẽ gờ cái này nè, không bị mục lủng. Gai càng số gai càng thắng gì đẹp hết. Cái vỏ sao nữa. Gai vỏ sao nguyên bản 100%. Xe mà đi không kỹ mấy cái này sẽ bị chày, lý do là anh em mà dựa vô dắt tới dắt lui nè, chày chỗ này xe đi cực kỳ ít, nó mờ mờ vậy thôi, chứ đánh bóng ra lấy miếng cà na chài ra thì sẽ bóng như chỗ này nè, thấy không mọi người, này mọi người thấy mờ không? Mờ, xong rồi đánh bóng ra sẽ như chỗ này rất là đẹp. Cái tem này nó quyết định nè, nếu như một cái số 50 nè, số quyết định nó là màu cam á thì ok, còn ngã xuống màu vàng là xe đi nhiều hoặc là xe phơi nắng. Đó, đời cũ á thì cái niền nó là niền vuông, đời cao là niền nó cái cạnh này nó tròn nha. Đó, mọi người xem cái nước cái góc bột sên trong cực kỳ khá ok luôn. Má đùm này chưa có chạy luôn, đùm điếc này kia các kiểu còn đời điểu đầy đủ hết. Chắc xe này là đúng zin 100% cho nên mình về sử dụng. Cái nắp thâm nhớt này chống phiếu luôn. Bát kèn 7 màu, bình xăng nguyên bản hết. Đó, lý do xe mọc chưa vệ sinh là vậy nè, mọi người thấy không, dính đất thôi, chỉ cần lấy tay cạo ra là ánh sáng lại thì đẹp cực kỳ. Mấy cái nút này còn trắng phiếu nè, đi nhiều nó sẽ vàng. Khóa cổ nè, khóa nóng bảo hiểm nè, nguyên bản, tem tiết full luôn. Khóa bật cốc cốc luôn, cái này nó bị hết xăng này, cái này không có nổ được. Máy thì khỏi bàn rồi, cái dòng này anh em đi đường, anh em đi dòng cao thì nó hơi hú, với cái dòng này thì phải quá ok. Chó đèn trong veo luôn. Đó, xe này chưa vệ sinh, cái rổ theo xe luôn nha, rổ theo xe bên Nhật về, nó ngắn hơn chút. Bao tay cao su này chưa hết cái rúng luôn, cái cao su này còn đầy đủ luôn. Rồi, nguyên bản 100%. Con này là anh em mình về sử dụng trưng bày ok hết ha. Chưa vệ sinh, vệ sinh ra là cực kỳ. Bửng cánh chim đầy đủ luôn nè. Bửng đẹp nha, không chày sởi, không có cạo này kia gì lại hết nha, zin 100%. Rồi,
thiệu cho anh em mình, đây là con 8650 đời 91, zin nguyên bản 100%, đi 600 cây. Vỏ lốp trước sau theo xe. Anh em quan tâm cái dòng này thì cứ nhắn em. Em hỗ trợ mọi người ship toàn quốc giấy tờ thì anh em đừng lo nha. Đây là giá trị sưu tầm. Những con bình thường thì em bán 3-40, 50, thì con này giá trị sưu tầm cho nên anh em mình cân nhắc nha. Rồi. Số lượng không dành cho số đông. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày thứ bảy cuối tuần vui vẻ, công việc hiệu quả. Chào mọi người.